Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay Tuyền sẽ gửi đến cho tất cả các bạn trẻ, từ các bạn nữ và tất cả các bạn nam luôn, và những anh trung niên luôn, một dòng xe hiện nay rất hot tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Và con xe này vừa mới về tới Thành Tâm luôn nha các bạn. Vừa mới là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ lại, rửa sang lại, nhìn rất là đẹp luôn nha. Thì hôm nay Tuyền sẽ gửi đến cho tất cả các bạn, đó chính là em Vario. Và đây là con Vario 125 thôi nha các bạn. Vario 125 và là đời 2019 nha. Một màu vàng cực kỳ là hot hit luôn nha các bạn. Thì hiện nay, xu thế hiện nay là tất cả các đồ dùng của chúng ta, từ xe nè, những vật linh tinh nè, mọi thứ đều là phối hợp giữa màu vàng và màu đen, nhìn cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn nha. Thì hôm nay Tuyền xin mời tất cả các bạn cùng Tuyền đi sơ lược xem qua tình trạng của xe nha. Và hôm sau Tuyền sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một những chiếc clip hay hơn nữa, review cụ thể hơn nữa nha. Rồi sau đây xin mời tất cả các bạn cùng Tuyền đi xem sơ qua. Thì con Vario màu vàng đen này thì nó đã được người chủ trước của chúng ta gắn thêm một cái bảng ở phía trước nha. Đó, thì cái chỗ này là cái badge để gắn biển số ở Indo. Thì quy định của ở Indo là nó gắn biển số xe ở trước và sau, còn ở Việt Nam của chúng ta chỉ còn ngoài sau thôi. Thì chỗ này do là bạn đó thấy cho cũng trống, không có đẹp mắt hay sao á, cho nên gắn thêm một cái bảng thời trang vô nữa, nhìn cho nó, nhìn nó chất chơi hơn nha. Rồi đây, nguyên một cái dàn áo của con này thì vẫn còn rất là đẹp nha các bạn. Theo Tuyền thấy là nhìn từ mắt thường của Tuyền thì Tuyền thấy vẫn là không có một vết chày xước nào hết ha. Đó, mọi người có thể nhìn từ bên đây nè. Xe này chắc chưa có té ngã hay gì luôn đâu. Rất là đẹp. Nó xuống tới phần, từ phần phuộc nè, vỏ nè, ốc nè. Mọi người có thể thấy những con ốc phía đây của chúng ta nó vẫn còn bóng nè, vẫn còn sáng nha. Chưa có bị rỉ sét hay gì hết, là tại xe này còn mới mà, xe này chỉ mới có một năm nay thôi. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem con này đã đi được bao lâu rồi nha. Tên. Rồi, con Vario 125 này đã chạy được 7.525 cây số rồi nha các bạn. Ra đời từ hồi năm 2019 đến nay là đã một năm rồi, nhưng mà mới đi có 7.525 cây thôi thì vẫn còn rất là ít nha. Đó, thì con này 125 thì nó sử dụng là ổ khóa cơ bình thường ha, nhưng mà con này nó có trang bị thêm một cái này như là chống trộm với các bạn. Đó. Rồi, mời các bạn cùng Tuyền xem sơ qua ngoại hình của nó nha. Đó, cái tem Vario, tem chữ nổi nè, rất là đẹp luôn. Nguyên thân màu vàng và cái cản của này thì cái cản của nó phối màu đen ha. Bộ nguyên, tất cả nguyên cái bộ máy phía dưới mọi người có thể nhìn được sang trong cái clip này á, là mọi người thấy vẫn còn mới và rất là đẹp luôn. Ngay cả cái cặp phuộc cũng vậy nè. Đó, từ cặp phuộc cho đến cái bánh luôn nha. Và đèn hậu ở phía sau nữa nè. Đó, cái cản để biển số nữa nè. Mọi thứ thì Tuyền thấy là cảm thấy là vẫn còn rất là mới và đẹp luôn. Không có vết chày xước gì mấy hết. Thì con Vario 125 đời 2019 màu vàng đen này giá cực kỳ ngợi luôn nha các bạn ơi. Giá rất là đẹp luôn, rất là mềm và mỏng luôn nha. Thì Vario 125 đời 2019 đang có mặt tại Thành Tâm với giá là 39 triệu thôi nha các bạn. Chỉ 39 triệu thôi nha. Những bạn nào mà mình có ý định mua xe nhưng mà kinh tế của mình hiện tại vẫn chưa đủ thì các bạn chỉ cần 9 triệu thôi thì các bạn đã sở hữu được em Vario này rồi nha. Bởi vì hiện tại bên Thành Tâm đang hỗ trợ trả góp lên tới số tiền là 30 triệu lần nha các bạn. Rồi các bạn còn được tư vấn cụ thể hơn về tất cả các khoản vay hay là những cái dòng xe nào mà mình cần được tư vấn thì các bạn cứ để lại bình luận phía dưới nha. Để lại số điện thoại thì Tuyền sẽ trực tiếp liên hệ gửi đến cho tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.